nhà mình lại chỉ mời thêm khoảng độ 10 người nữa thôi. 10 đến 15 người nữa là ok. Thì nó sẽ rất là đẹp. Ở đây con nếu so sánh thôi nhá, nếu mà để mà điểm cộng điểm trừ nhá. So sánh giữa hai chỗ, còn đấy ở đây sẽ như thế này hơn này. Một là ăn ở đây sẽ ngon hơn. Nó phù hợp hơn, chỉ cần chưa chắc ngon. Ngon hơn, bếp của Sheraton bị chê em quá. Mọi người bảo là bếp của Melia nấu thì còn ngon, chứ bếp của Sheraton bị chê vì ăn cỗ về ăn cưới. Có thể nó không hợp với người Việt. Nó toàn món Việt mà bố. Nó toàn là món Việt mà. Thế con nghĩ là nó không quen nấu. Còn một là con nghĩ là ở đây sẽ ăn ngon hơn này. Nhưng mà mọi người cũng bảo là ta đến ăn cưới mọi người không quá quan trọng phần ăn. Cái phần ăn bây giờ người ta vâng, người ta nhận nhòa thôi. Vui vẻ là chính. Nhưng mà ăn cũng nói thế nhưng mà ăn nó chối từ. Bởi vì nó chối quá thì không được. Sao tần thì không phải mức ăn chối. Không phải mức ăn chối thì qua nó không được ngon. Bởi vì người ta cũng xác định là khi đến đấy người ta mong chờ một cái đó nó xuất sắc hơn. Nhưng mà nó không được như vậy. Vâng. Đấy, thôi nhá. Từng điểm một nhá, một là ăn này. Thứ hai là ở đây nó sẽ được cái không gian gần gũi hơn và cảm giác thân thiện hơn. Đấy, con mới thấy có, ở đây có hai điểm đấy. À, thứ ba là địa điểm. Thì bên này nó gần hơn, gần trung tâm, ai đi cũng tiện. Cái xe tần cũng hơi xa. Đấy, thì đây là ba điểm mà đến bên này hơn. Thế còn những cái điểm mà xe tần hơn thì con nghĩ là cả hai bố con mình đều biết rồi. Với lại ở đây thì giá nó sẽ rẻ hơn một chút. Từ xa ra nữa, về trên tổng giá thì nó cũng rẻ hơn, 100 nghìn một người là nó đã là rẻ hơn rồi. Nhưng chẳng qua là do nhà mình ít khách thì nó cái lượng chênh nó không quá nhiều. So với nhà người ta cả nghìn khách thì cứ lệch 100 nghìn một người thôi là đã lệch một đống rồi. Thế còn 100 nghìn một người mà lệch 1 nghìn thì đã lệch 100 triệu rồi. Nhưng mà nhà mình lại chỉ có mỗi hơn 100 khách, thật ra là con số nó không lệch quá nhiều. Nhưng mà có đặc điểm ở đây tổng lượng khách cũng vậy. Ở đây mình cũng mời ít hơn nữa, thật ra là tổng tiền nó sẽ đỡ hơn. Bởi vì thực ra mình mời là mời những cái người thân, người quen, họ hàng chứ không phải là mời bắt nháo. Bản thân mình cũng mời mình rất chọn lọc rồi. Mình rất chọn lọc cho nên là cái mình cũng phải chu đáo hơn đấy. Toàn là những người đấy mình rất chu đáo. À, với một điểm nữa đó là ở bên này thì có thể, có nghĩa là bên này có thể là dịch vụ sẽ chu đáo hơn. Bởi vì là phía nhà chị, bên nào thì... Lục Thủy thì chu đáo hơn bởi vì là phía nhà chị Chi. Nhưng thật ra con nghĩ là xét về dịch vụ thì bên Sheraton còn không biết được, không chuyên chê gì về dịch vụ của nó. Sheraton tần một biết được chuyên nghiệp lắm. Kiểu như nếu mà so chỗ Lục Thủy này mà so những chỗ bắt nháo kiểu như Long Vĩ hết được không? Giá đây là ngang với Long Vĩ đấy. Giá đây ngang, giá Long Vĩ ngang ở đây đấy. Thế thì đây hay hơn Long Vĩ nhiều. Đúng rồi, ở đây ăn đứt Long Vĩ luôn. Long Vĩ nói chung là không xứng để mà so sánh. Ở đây ăn đứt. Nhưng mà con đang bảo là giá đây là ngang với Long Vĩ. Nhưng nếu như mình so sánh tổ chức ở đây với Long Vĩ thì mình bảo là dịch vụ ở đây sẽ hơn. Chứ còn nếu so với Sheraton thì con nghĩ là dịch vụ nó không chênh. Kể cả khi là bên này mình có quen biết ấy. Con nghĩ là nếu bên này mình không quen biết thì dịch vụ sẽ không thể so với Sheraton. Nhưng qua mình có quen biết thì mình nghĩ là nó sẽ cẩn thận hơn, chu đáo hơn. Cái phòng nhỏ nhỏ này cũng rất ưng nhỉ, họp lớp các thứ thì quá đẹp nhỉ. Phòng nhỏ đấy rất ưng. Phòng đấy là ví dụ như họp lớp của bọn bố 50 người, 60 người rất đẹp. Quá đẹp. Quá đẹp, chỉ đi họp ở đấy hay. Lúc nãy đây là 3 bàn đấy, là 6 bàn đấy. À đâu rồi, 4 bàn. Chỉ rất đẹp. Mà chỗ đấy thừa 6 bàn quá đẹp luôn. Mua lấy sơ điện thoại sơn. Họp lớp phòng đấy ra đấy hay hơn. Đẹp quá đẹp. Đi làm mấy cái chỗ khác. Ngay bỏ họp. Nó vừa mà ấm cúng. Thế chị Hương chị thích cái phòng này lắm. Mà lại cái view ở ngay đây này. Tầng trên của nó là khách VIP. Tầng trên của nó là cái gì? Bố chưa lên. Nó chỉ có khoảng độ 9 phòng hay sao, nó chia nhỏ ra để khách ngồi riêng. À, các cái phòng riêng. Vâng. Chia thành các cái ô. Vâng. Chia phòng. Không chỉ ô, chia phòng ạ. Phòng riêng. Nhớ ngày xưa cái chỗ đấy nó là cái gì? Ngày xưa bố lăng bố ông thứ lang thang cái hồ suốt đi chứ. Chỉ có đi vào cái chỗ bên cái tượng đài Lý ông vua Lý Thái Tổ ấy. Tượng đài vua Lê ngay bên đấy hay vào thắp hương.
còn không nhớ cái chỗ này là cái gì ngày xưa. Ngày xưa nó có cái đẹp đâu. Bây giờ nó mới tắc đất tắc vàng. Ngày xưa ai để ý mấy đâu. Đấy là nó, phía đằng kia nó là cái nhà in báo Nhân Dân. Đến cái tượng đài, xong rồi đến cái một cái nhà hàng, cô nghĩ là cổ cổ, trang trí bán mấy cái đồ quần áo dài xưa cái gì đấy đại loại. Ông cờ phi thuộc từng mét cm ở đấy. Có nghĩa là nếu như mà ở chỗ Lục Thủy này mà giá nó chỉ tầm độ 400 đến 500 thì nó mới xứng để so sánh với Sheraton thần. Tại vì là thì nó mới hơn hẳn để mình quyết. Thì mình để còn so sánh ấy, để mình so sánh nó còn cân một tí, bởi vì ở bên nó giảm hẳn giá ấy, nó rẻ hơn nhiều ấy. Chứ còn nếu như giá lại bằng, thế là giá gần ngang. Mà bố nói nhiều khi mọi người cứ nhìn các cái khách sạn lớn 5 sao các thứ ấy, mình cứ nghĩ nó đắt, nhưng mà thực ra nó lại rẻ hơn. Đứng về mặt quality với các cái thứ chuẩn một cái thứ thì nó còn rẻ hơn của mấy cái ông bên ngoài. Đấy, bố sẽ nhìn cái Long Vĩ thôi. Xong rồi cái Long Vĩ. Lấy ví dụ như ở Sheraton là có để ô tô thoải mái, không bao giờ tính phí. Mà cái bãi rất rộng. Đấy, ô tô bố nhớ để rất thoải mái. Chưa đây có khi là tính phí tiền ô tô phải hối tiền. Không, nếu mà khách thì không. À, khéo mình phải trả cho khách hối tiền. Mình trả cho khách chứ. Nó cứ đếm số xe nó tính tiền. Đấy, nó bảo là mình sẽ bị thêm cái phần. Mà những cái nhỏ nhỏ, cái thứ hai nữa là đôi khi nó rất là khó chịu vì nó đang không, nó lại disturb mình ấy. Vâng. Nó lại vào nó bảo thế nọ thế kia gãi đầu gãi tay. Kiểu nó cứ làm trò. Để cho đây nó xong nó quan trọng đâu, thế, bởi vì là đây thì nhà mình người vâng, nhà mình nó không dám. Thì nó biết được là người nhà rồi thì bọn vâng. Nhân viên nó sẽ không dám. Nhưng mà đấy nó có những cái đấy mà mình cộng vào ấy. Đúng rồi. Lại cộng thêm cái đầu óc mình nó không được thảnh thơi ấy. Hôm trước là cái phần thuê các chú bảo vệ ấy là bao nhiêu tiền một chú đấy không? Bảo vệ mà, để khanh á. À ừ, mấy trăm. Bao nhiêu? Bố nhớ không? Làm gì? À không, con không định trả lại bố đâu. Con đang hỏi bố. Bởi vì là cái lúc mình đang rất cần ấy. Vâng. Thì người ta đã lao vào. Vâng, con hiểu mà. Bố đưa 1 triệu. 1 triệu ba chú ạ? Ba chú. Chứ ba chú thì là rẻ đấy chứ. Bố biết là lúc đầu cái anh này anh bảo con là đi thuê người ở chợ người ấy. Là còn đã 300 một người rồi. Mà chỉ 1 chiều thôi nhá. Với lại bố thấy như này này, cái chú cũng bảo là tùy anh muốn gửi bọn em bao nhiêu tiền thì gửi. Bọn em làm xong cũng thấy vất vả ấy. Thế thì mình cũng bảo. Bố đưa 1 triệu chú vui vẻ không? Vui vẻ mà. Vâng. Mọi người vui vẻ. Vâng. Vấn đề gì bây giờ? Tại vì hôm đấy con thật ra là chẳng đi đâu cả toàn bảo vệ nhà mình mà. Nên là mày ăn hỏi nên con không muốn nói nhiều. Chứ con hôm đấy con rất là cáu với ông đấy. Không bảo vệ. Không. Cáu cái ông trang trí ấy. Nên là con hủy luôn, nó không làm gói hay cưới nữa rồi. Con để thuê chỗ khác. Con đấy là làm cũng đẹp nhưng mà dịch vụ thì không ổn đấy. Thế là hôm nay con vừa bảo là con bảo anh mấy từ mấy ngày trước ấy, là anh báo cho em tiền để em thanh toán luôn ấy. Cho nó dứt điểm ấy. Chứ còn không muốn là lòng hoàng nữa ấy. Thế là ông cũng biết ý hơn. Nghĩa là cái chiều lúc đầu ấy thì ông định là đòi mình cái tiền dán giấy lại ấy.